Hillary lưng lẹo uh, Tôi không biết mình đã said. nói gì God Chúa phù hộ cho nước Mỹ Luôn đặt nước Mỹ lên trên hết First. Từng có nhiều người nghĩ ông Trump không đắc cử năm 2016, nhưng ông đã làm được. Tuy nhiên, 74 triệu người Mỹ bỏ phiếu cho ông trong cuộc tái tranh cử năm 2020. Cũng không ngờ đến viễn cảnh hôm nay, ông Trump phải chính thức rời Nhà Trắng và ông Joe Biden sẽ tuyên thệ nhậm chức trong ít giờ nữa, giữa bối cảnh hợp chủng quốc Hoa Kỳ đang chia rẽ sâu sắc. fbc mời quý vị theo dõi những sự kiện đáng chú ý sau đây trong ngày trọng đại của nước Mỹ và ảnh hưởng đến toàn thế giới. Giữa áp lực kép của đại dịch và lo ngại an ninh, lễ nhậm chức của ông Joe Biden sẽ đặc biệt nhất trong suốt 231 năm các đời tổng thống Mỹ. An ninh ở Washington thắt chặt tối đa, đồng thời chính phủ đã chỉ định quan chức đặc biệt nhất định phải sống sót và trở thành tổng thống tiếp theo nếu có bất kỳ bất trắc gì xảy ra. Đồng thời, FBI vừa điều tra lý lịch 25.000 vệ binh quốc gia bảo vệ lễ nhậm chức do lo ngại nội phản tấn công sự kiện ngày 20 tháng 1 từ bên trong. Ngày cuối cùng của nhiệm kỳ, ông Trump bất ngờ bị đối thủ cũ Hillary Clinton kêu gọi điều tra đặc biệt. Các quốc gia trên thế giới cũng theo sát lại nhậm chức ở Washington, đặc biệt là những thế lực có quan hệ căng thẳng với Mỹ. Theo đó, Mỹ Trung tranh cãi về điều tra nguồn gốc Covid-19 ở Vũ Hán. Iran nói sẽ nghiền nát kẻ gây hấn sau khi Mỹ điều pháo đài bay B-52 đến Trung Đông. Triều Tiên có khả năng sẽ thử tên lửa để chào mừng tân tổng thống Joe Biden. Tất cả sẽ được cập nhật ngay sau đây trong bản tin quốc tế ngày 20 tháng 1 của FBC. Hàng trăm ngàn người chen chúc và reo hò khi tổng thống đặt tay lên kinh thánh nói lời tuyên thệ nhậm chức. Những thảm đỏ hoành tráng, nguyên thủ các nước và thống đốc các bang cùng tham dự đông đảo. Lễ nhậm chức tổng thống Hoa Kỳ thường là sự kiện đánh dấu quá trình chuyển giao quyền lực trong hòa bình của một trong những nền dân chủ lâu đời nhất thế giới. Nhưng tất cả những điều trên sẽ không xuất hiện trong lễ nhậm chức năm nay. Các chuyên gia chính trị cho rằng, lễ nhậm chức của ông Joe Biden ngày 20 tháng 1 năm 2021 sẽ phá vỡ mọi truyền thống sau 231 năm các đời Tổng thống Mỹ. Buổi lễ sẽ diễn ra giữa mối nguy kép về an ninh và dịch bệnh, với những điểm khác biệt nổi bật như sau. Một, Washington thắt chặt an ninh lên mức cao nhất từ thời nội chiến. Sau vụ tấn công đòi Capitol ngày 6 tháng 1, giới chức Mỹ quyết định thắt chặt an ninh trên toàn quốc. Riêng thủ đô Washington DC phải trải qua một đợt kiểm soát an ninh gắt cao nhất kể từ thời nội chiến. Hầu hết mọi nẻo đường ở Washington đều trở nên vắng lặng. Các cây cầu chính dẫn vào nội thành bị phong tỏa trong hai ngày. Điện Capitol, Nhà Trắng và các trụ sở của chính phủ đều được tăng cường mức độ an ninh. Với sự có mặt của khoảng 25.000 binh sĩ vệ binh quốc gia, gấp 2,5 lần những lễ nhậm chức trước. Thông thường, lễ nhậm chức tổng thống thu hút khoảng 1 triệu người. Nhưng trước tình hình căng thẳng hiện tại, đội chuyên trách của tổng thống đắc cử Joe Biden đã kêu gọi người ủng hộ nên ở nhà. Hai buổi lễ phá vỡ truyền thống trong ngày tân tổng thống nhậm chức, các nhà lập pháp, quan chức chính phủ và thẩm phán hàng đầu thường tập trung tại mặt tiền phía Tây Điện Capitol. Song đại dịch có thể phá vỡ truyền thống này buộc các vị chức sắc phải hạn chế tham gia hoặc thực hiện giãn cách xã hội. Thống đốc New York Andrew Cuomo đã tuyên bố không tham gia do lo ngại biểu tình. Theo kế hoạch chương trình ngày 20 tháng 1, các vị giám mục đứng đầu nhà thờ sẽ mở đầu với lời chúc phúc, tiếp đó ca sĩ Lady Gaga xuất hiện để hát bài hát quốc ca Mỹ. Đến khoảng giữa trưa, thẩm phán tòa án tối cao sẽ hướng dẫn Tổng thống đắc cử Joe Biden đọc lời tuyên thệ nhậm chức. Đây là lần tuyên thệ thứ ba của ông Biden ở Điện Capitol, hai lần trước là ở cương vị phó tổng thống. Tiếp nối ông Biden, phó tổng thống Kamala Harris cũng sẽ thực hiện nghi lễ tương tự. Theo truyền thống, vị tổng thống sắp mãn nhiệm và các cựu tổng thống Mỹ đều tham dự buổi lễ nhậm chức. Hành động này thể hiện sự thống nhất đồng lòng với quy trình chuyển giao quyền lực trong hòa bình. Tuy nhiên, Tổng thống đương nhiệm Donald Trump tuyên bố sẽ vắng mặt sau nhiều nỗ lực đảo ngược kết quả bầu cử nhưng bất thành. Ông Trump dự kiến sẽ rời thủ đô Washington, DC trong buổi sáng ngày 20 tháng 1, trở thành tổng thống thứ tư trong lịch sử không có mặt tại sự kiện nhậm chức của người kế nhiệm. Trong khi đó, các cựu tổng thống Bill Clinton, George Bush và Barack Obama sẽ góp mặt trong lễ nhậm chức của ông Joe Biden. Còn cựu tổng thống Jimmy Carter, 96 tuổi, không tham dự vì lo ngại nguy cơ lây nhiễm virus corona. Ba lễ diễu hành mang ý nghĩa biểu tượng thay bằng sự kiện trực tuyến. Lễ nhậm chức tổng thống thường đi kèm lễ diễu hành dọc theo đại lộ Pennsylvania, theo sau là các buổi hòa nhạc hay tiệc tùng, nhưng vì lý do đại dịch ông Joe Biden và bà Kamala Harris quyết định phát trực tiếp các hoạt động ăn mừng thay cho thông lệ hàng năm. Theo kế hoạch, chuỗi hoạt động ăn mừng sẽ diễn ra trong 5 ngày, riêng trong ngày 19 tháng 1 theo giờ Washington, ông Biden và bà Harris dành thời gian chủ trì một lễ tưởng niệm trực tuyến dành cho 400.000 người bệnh nhân tử vong vì mắc COVID-19 tại Mỹ. Đến ngày 20 tháng 1, họ cùng tổ chức một sự kiện trực tuyến mang tên cuộc diễu hành khắp nước Mỹ, thông qua màn ảnh nhỏ người dân tại 50 tiểu bang, bao gồm các diễn giả nghệ sĩ sẽ lần lượt xuất hiện trên sóng truyền hình. Đây là chương trình nhằm tôn vinh những người hùng trong cuộc chiến chống dịch bệnh, đồng thời thể hiện sự đa dạng, di sản và sức mạnh của toàn nước Mỹ. Designated Survivor không chỉ là tên series phim Mỹ khá ăn khách trên đài ABC và Netflix, mà còn dựa trên một nguyên tắc không nhiều người biết tới của xứ sở cờ hòa nước mỹ quy định trong trường hợp tổng thống không thể đảm nhận nhiệm vụ danh sách người tiếp quản vị trí của ông lần lượt là phó tổng thống Chủ tịch Hạ viện và Chủ tịch Thượng viện tạm quyền. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu tất cả họ cùng bị tấn công và thiệt mạng trong một sự kiện quan trọng, chẳng hạn như buổi lễ nhậm chức? Đây không phải là thuyết âm mưu mà đã được các cơ quan Mỹ đề ra và thực hiện từ lâu. Theo đó, người sống sót chỉ định sẽ không được tham dự lễ nhậm chức của ông Joe Biden hay các lễ nhậm chức tổng thống trước đó với mục đích tránh cho nước Mỹ rơi vào tình trạng rắn mắt đầu khi sự cố bất ngờ xảy ra. Dĩ nhiên, nguy cơ xảy ra kịch bản trên là rất thấp. Vậy ai sẽ đảm nhận vai trò người sống sót chỉ định? Thông thường đó là một trong số các quan chức phụ trách những bộ được đánh giá ít quan trọng hơn trong chính quyền của Mỹ, như Bộ Nội vụ, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Phát triển Nhà ở và Đô thị và phải đảm bảo những tiêu chuẩn để có thể trở thành tổng thống theo hiến pháp. Danh tính của người này thường được giữ bí mật đến những giây phút cuối cùng trước khi sự kiện diễn ra. Cựu Bộ trưởng Nội vụ Mỹ, Gretchen người được chỉ định sống sót trong lễ nhậm chức năm 2005 của cựu tổng thống George Bush, cho biết tôi ngồi trong một phòng hội nghị trước một màn hình TV lớn và theo dõi buổi lễ đang diễn ra. Do quy định bảo mật, tôi không tiết lộ được địa điểm cụ thể, nhưng đó là một nơi bí mật và an toàn. Bà Norton kể thêm, tôi cũng đã có một trải nghiệm đáng nhớ vào đêm 11 tháng 9 năm 2001. tôi đang ở một địa điểm an toàn bí mật thì nhận được cuộc gọi từ phó tổng thống Dick Cheney nói rằng chúng tôi muốn bà ở yên đó vì bà là quan chức cấp cao nhất ở bên ngoài thủ đô Washington tối này. sau vụ ngày 11 tháng 9, nhiều người nhìn nhận chương trình người sống sót chỉ định nghiêm túc hơn nhiều. ông Jack Johnson, bộ trưởng an ninh nội địa thời chính quyền Obama là người sống sót chỉ định trong lễ nhậm chức của ông trong năm 2017. Giữa nỗi lo dịch bệnh và làn sóng biểu tình phản đối trong lễ nhậm chức, FBI còn xác định thêm một mối đe dọa khác. Theo đó, FBI đã tiến hành kiểm tra lý lịch của toàn bộ 25.000 lính vệ binh quốc gia đến thủ đô Washington vì lo ngại trong hàng ngũ có nội phản, tức những người có quan điểm cực đoan và tiềm tàng nguy cơ kích động hoặc ủng hộ đám đông gây ra hành vi nguy hiểm. Sau ngày 6 tháng 1, một binh sĩ thuộc lực lượng dự bị đã bị bắt giữ vì tham gia vào cuộc tấn công tòa nhà quốc hội. Theo tài liệu từ tòa án Mỹ, người bị bắt giữ là Timothy, 30 tuổi đến từ New Jersey có quan điểm cực đoan về chủ nghĩa da trắng thượng đẳng. Bộ trưởng lục quân Mỹ Brian McCarthy nói với hãng tin AP rằng, ông đặc biệt lo ngại về các mối đe dọa đối với lệ nhậm chức của tân tổng thống. Ông đã chỉ đạo các tư lệnh quân đội ra soát kỹ binh lính trong hàng ngũ, kiểm tra xem có trường hợp nào bất thường hay không. Trong giờ phút cận kề chuyển giao quyền lực cho chính quyền ông Biden, Phó Tổng thống Mike Pence đã bày tỏ trên Twitter về điều mà ông tự hào nhất khi phục vụ nước Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump. Ông Pence khẳng định, tôi tự hào khẳng định, chúng tôi là chính quyền đầu tiên trong nhiều thập kỷ không đẩy Mỹ vào một cuộc chiến tranh mới, đó là sự hòa bình có được thông qua sức mạnh. Trước đó, tạp chí Fox từng nhận định, bất kể bạn cảm thấy như thế nào về nhiệm kỳ của ông Trump, thì ông ấy đã làm được nhiều điều để thay đổi xu hướng quân sự của Mỹ trong vòng 4 năm. Phóng viên của Fox cho biết, ông Trump đã mang lại cho quân đội Mỹ 4 năm tương đối bình yên để tái thiết sau các cuộc chiến bất tận. Theo Fox News, những người chỉ trích ông trump có thể sẽ nêu bật những gì họ gọi là mối đe dọa liều lĩnh đối với các nước như iran và triều tiên như một ví dụ về sự hiếu thắng của tổng thống tuy nhiên động thái ngồi vào bàn đàm phán với chủ tịch triều tiên kim jong un của ông trump vẫn được một số nhà phê bình coi là một nỗ lực chân thành cho một bước đột phá ngoại giao Đối thủ cũ của ông Trump vừa ra đòn nhắm vào Tổng thống Mỹ trong ngày cuối cùng của nhiệm kỳ. Theo đó, cựu ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cho rằng quốc hội nên xem xét lại lịch sử điện đàm giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Nga Putin để tìm hiểu quan hệ của họ trong vụ tấn công đòi Capitol. Cụ thể, bà Clinton viết trên Twitter ngày 19 tháng 1, Tôi rất muốn xem lịch sử cuộc gọi của ông ấy, để xem liệu ông ấy có nói chuyện với ông Putin vào ngày đám đông xong vào tòa nhà quốc hội hay không. Cựu Ngoại trưởng nói thêm, bà đã gợi ý với Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi thành lập một ủy ban tương tự như sau sự kiện ngày 11 tháng 9, để tìm hiểu chính xác nguyên nhân dẫn tới vụ hỗn loạn gây chết người tại đòi Capitol, bà Pelosi đã bày tỏ sẽ ủng hộ thành lập một ủy ban như vậy và nhớ lại đã từng nói với Trump rằng với ngày ngày tổng thống, mọi con đường đều dẫn tới ông Putin. Đại diện của bà Pelosi và bà Clinton không trả lời yêu cầu bình luận của báo chí. <laughs> Căng thẳng Mỹ-Iran vẫn không hề lắng dịu ngay trước khi Nhà Trắng đổi chủ. Mới đây, Ngoại trưởng Iran Javad Zarif khẳng định nước Cộng hòa Hồi giáo sẽ không ngần ngại nghiền nát kẻ gây hấn. Tuyên bố đưa ra ngay sau khi Mỹ triển khai ít nhất hai on tạc cơ B-52 đến tuần tra Trung Đông. Ngoại trưởng Iran viết trên Twitter rằng, nếu các chuyến tuần tra hiện diện bằng B-52H của các ông nhằm đe dọa hoặc cảnh báo Iran, các ông nên dành hàng tỷ đô la Mỹ đó cho sức khỏe của người dân. Dù Iran chưa khơi màu cuộc chiến nào trong hơn 200 năm qua, chúng tôi không ngần ngại nghiền nát những kẻ gây hấn. Bên dưới bài đăng của mình, Ngoại trưởng Iran gắn kèm hình ảnh chụp màn hình thông báo của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ Sencom về việc triển khai biên độ B-52H thực hiện chuyến tuần tra thứ hai trong năm 2021 tại khu vực Trung Đông. Đây là lần thứ năm Mỹ điều B-52 tới Trung Đông trong những tháng qua, giữa bối cảnh căng thẳng Mỹ-Iran leo thang. Ngoài oanh tạc cơ B-52, quân đội Mỹ cũng điều tàu ngầm hạt nhân USS Korea đến Vịnh Ba Tư và gia hạn nhiệm vụ của nhóm tàu sân bay USS Nimitz trong khu vực. Trước đó, Iran liên tiếp tập trận 3 lần được cho là để dàn mặt chính quyền tổng thống mới của Mỹ, Đến ngày 16 tháng 1, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran thông báo hoàn tất cuộc tập trận nhà tiên tri vĩ đại 15, trong đó có phóng nhiều loại tên lửa đạn đạo tầm xa và tiêu diệt mục tiêu mô phỏng tàu chiến đối phương từ khoảng cách 1.800 km. Một số tên lửa rơi cách tàu thương mại chỉ 160 km trên Ấn Độ Dương. Tiếp tục những thông tin nóng về kế hoạch của Triều Tiên dành cho sự kiện nhậm chức Tổng thống Mỹ của ông Joe Biden. Theo các chuyên gia vũ khí cho biết, Triều Tiên dường như đang chuẩn bị cho một vụ thử tên lửa phóng từ tàu ngầm nhằm gia tăng sức ép đối với Tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ. Hình ảnh và thông tin vệ tinh được thu thập từ một căn cứ hải quân ở thành phố Cảng Nam Bộ, nằm trên bờ biển phía Tây Triều Tiên cho thấy, các hoạt động chuẩn bị cho một vụ thử tên lửa có thể đang được tiến hành. Trước đó vào tối ngày 14 tháng 1, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã tham dự lễ duyệt binh tại Quảng trường Kim Nhật Thành. Tại lễ duyệt binh, quân đội Triều Tiên đã phô diễn những loại vũ khí mà truyền thông nước này cho là mạnh nhất thế giới, như tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm. Trong bài phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 8 của Đảng Lao động Triều Tiên hôm 13 tháng 1, nhà lãnh đạo Kim Jong Un cũng nêu rõ ông sẽ thực hiện những nỗ lực không mệt mỏi nhằm tăng cường sức mạnh của quân đội Triều Tiên, mở rộng kho vũ khí hạt nhân và phát triển tên lửa mang đầu đạn hạt nhân, có khả năng vươn tới lục địa Mỹ. Ông Kim Jong-un đã gọi Mỹ là kẻ thù lớn nhất và cho rằng chính sách thù địch của Washington với Bình Nhưỡng sẽ không thay đổi bất kể ai lên nắm quyền. Theo giới phân tích, Bất cứ vụ thử tên lửa nào có tầm bắn xuyên lục địa cũng sẽ là một vấn đề đau đầu với chính quyền ông Biden. Tuy nhiên, trong khi các hoạt động chuẩn bị được cho là đang diễn ra tại thành phố Nam Bộ, Giới chuyên gia vẫn chưa dự đoán được thời điểm chính xác Bình Nhưỡng thử tên lửa. Trong khi đó, ở Biển Đông, quân đội Trung Quốc đang phổ cập tiếng Anh chuyên ngành quân sự cho binh lính, nhằm giúp cho họ tránh hiểu nhầm và đánh giá sai khi chạm mặt lực lượng các nước khác. Kênh CGTN của nhà nước Trung Quốc cho rằng, tiếng Anh quân sự là kỹ năng cần thiết và phải có của các binh sĩ. Trong phóng sự của CGTN, một binh sĩ nói bằng tiếng Anh, các anh đã bị bao vây, hãy đầu hàng. Thông tin được đưa ra trong bối cảnh các cuộc chạm mặt giữa tàu chiến Trung Quốc và Mỹ trên Biển Đông diễn ra ngày càng thường xuyên. Khi Washington tăng cường các chiến dịch tuần tra tự do hàng hải để bác bỏ yêu sách chủ quyền phi lý của Bắc Kinh ở vùng biển quốc tế. Chuyển sang một số tin tức về COVID-19, Gần đây, nhóm chuyên gia độc lập do WHO dẫn đầu có nhiệm vụ xác định nguồn gốc của virus SARS-CoV-2 đã tới Vũ Hán ngày 14 tháng 1. Họ sẽ tổ chức nhiều hội nghị trực tuyến với những đồng nghiệp Trung Quốc trong quá trình cách ly 2 tuần trước khi bắt đầu làm việc trên thực địa. Giám đốc văn phòng các vấn đề toàn cầu thuộc Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ, Garrett Rusby, cũng là người đứng đầu phái đoàn Mỹ nói rằng Trung Quốc cần chia sẻ mọi nghiên cứu khoa học về các mẫu vật của môi trường con người động vật được lấy từ một khu chợ tại Vũ Hán, nơi SARS-CoV-2 được cho là đã bùng phát vào cuối năm 2019. Phát biểu trong cuộc họp Ban điều hành WHO, ông Rispi nói Phái đoàn đến Vũ Hán chỉ hoàn thành sứ mệnh của mình nếu các thông tin sau đây được chính quyền Trung Quốc chia sẻ. Đầu tiên là toàn bộ nghiên cứu ban đầu của Trung Quốc về chuỗi gen của virus SARS-CoV-2 và các quá trình thí nghiệm trên động vật ở Hà Bắc cùng các khu vực lân cận, các mẫu môi trường từ chợ buôn bán đồ sống và các phân tích so sánh về dữ liệu gen của virus. Ông Rizby nói thêm rằng, phân tích so sánh dữ liệu gen như vậy sẽ giúp tìm kiếm nguồn gốc của sự bùng phát dịch COVID-19. Chúng tôi có trọng trách phải đảm bảo rằng cuộc điều tra quan trọng này là đáng tin cậy, được tiến hành khách quan và minh bạch. Tuy nhiên, trong ngày 18 tháng 1, Trung Quốc đã phản đối lời kêu gọi của Mỹ cho phép nhóm chuyên gia của WHO phỏng vấn những người chăm sóc, các bệnh nhân đã khỏi bệnh và nhân viên phòng thí nghiệm tại thành phố Vũ Hán. Ông Tôn Dương, chủ nhiệm văn phòng ứng phó khẩn cấp y tế thuộc Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, chỉ nói chung chung với WHO rằng các nghiên cứu về nguồn gốc của virus có bản chất khoa học, nó cần sự phối hợp hợp tác. Chúng ta phải chấm dứt mọi áp lực chính trị. Trong khi đó, ở Nhật Bản, giữa làn sóng dịch Covid-19 thứ ba bùng phát mạnh mẽ, Thủ tướng Suga Yoshihide ngày 18 tháng 1 đã chỉ định Bộ trưởng Cải cách Hành chính Taro Kono làm người phụ trách chiến dịch tiêm chủng. Quyết định này nhằm đảm bảo sự phối hợp xuân sẻ giữa các bộ ban ngành trong việc triển khai chương trình tiêm chủng dự kiến vào cuối tháng 2 tới. Trước đó, ngày 7 tháng 1, Thủ tướng Yoshihide đã ban bố tình trạng khẩn cấp trong một tháng đối với Tokyo và ba tỉnh lân cận, sau đó mở ra 7 tỉnh khác trong tổng số 47 tỉnh trên cả nước. Theo đó, người dân được khuyến cáo hạn chế ra đường nếu không cần thiết và các nhà hàng được yêu cầu rút ngắn thời gian mở cửa. Tuy nhiên, dịch COVID-19 vẫn tiếp tục lây lan rộng trên toàn đất nước. Ngày 18 tháng 1, Nhật Bản đã phát hiện thêm 5.700 ca nhiễm mới, nâng tổng số người mắc COVID-19 ở nước này lên 331.000 người. Tổng số trường hợp tử vong vì COVID-19 cũng tăng 49 người lên 4.538 người. Đáng chú ý, số bệnh nhân COVID-19 nguy kịch đã tăng lên 972 người. Đây là ngày thứ 14 liên tiếp số ca nguy kịch tăng lên mức cao mới. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào đầu tuần này đã đốc thúc công tác chuẩn bị cho Thế vận hội mùa đông và Thế vận hội người khuyết tật mùa đông năm 2022 tổ chức tại Bắc Kinh. Theo đó, ông Tập đã đến nhà thi đấu thủ đô ở quận Hải Điến và hai trung tâm trực tuyết quốc gia ở quận Diên Khánh của Bắc Kinh để thị sát việc xây dựng các công trình và việc tập luyện của các vận động viên. Ông Tập cũng gặp gỡ một số đại diện vận động viên, huấn luyện viên và các chủ thầu xây dựng. Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh dự kiến tổ chức từ ngày 4 đến ngày 20 tháng 2 năm 2022. Các đoàn tham dự sẽ tập trung ở các trung tâm thủ đô Bắc Kinh, quận Diên Khánh ở ngoại ô và thành phố Trương Gia Khẩu ở tỉnh Hà Bắc lân cận. Năm 2015, Bắc Kinh đã được Ủy ban Olympic Quốc tế gọi tắt là IOC trao quyền đăng cai thế vận hội, trong bối cảnh hầu hết các thành phố lớn đều không mấy mặn mà với việc tổ chức các sự kiện thể thao này, Bắc Kinh với tiềm lực kinh tế rất lớn, đảm bảo cho IOC tránh khỏi những rắc rối về sau, ngược lại phía Trung Quốc xem đây là một cơ hội lớn để đẩy mạnh thị trường đồ thể thao mùa đông tại vùng phía Bắc với hơn 300 triệu dân. Dù không phải là một cường quốc hàng không vũ trụ hàng đầu trên thế giới, nhưng Argentina đang đóng góp tích cực cho sứ mệnh khám phá và chinh phục sao hỏa của toàn nhân loại. Khu bảo tồn Los Colorado của quốc gia Nam Mỹ này được mệnh danh là sao hỏa trên trái đất vì có điều kiện vật chất địa lý mang nhiều nét tương đồng với bề mặt hành tinh đỏ. Mới đây, công ty La Rioja liên kết giữa nhà nước và tư nhân đã thiết lập dự án Solar 54 với mục tiêu là mô phỏng hoàn hảo điều kiện sống trên sao hỏa từ đó giúp nghiên cứu các công nghệ mới để có thể trồng trọt trên hành tinh đỏ, phục vụ cho các chuyến thám hiểm không gian của nhân loại trong các thập kỷ tới. Dự án Solar 54 đã tạo ra một mái vòm bao phủ hệ sinh thái, các phòng thí nghiệm và hệ thống thủy canh thông minh. Khu vực này rộng khoảng 5 hectare và sẽ còn được cải tiến nhiều trong tương lai thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin quốc tế hôm nay cảm ơn quý khán giả đã theo dõi fbc sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất xoay quanh lễ nhậm chức tổng thống mỹ và các tin nóng khác xảy ra trên toàn cầu hãy bấm theo dõi fbc ngày hôm nay để luôn đồng hành cùng chúng tôi trong các bản tin tiếp theo xin chào và hẹn gặp lại